Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Cavani tỏa sáng, MU chính thức vào chơi tại bán kết Europa League. MU đã không gặp quá nhiều khó khăn trước Granada và dễ dàng đánh bại đại diện Tây Ban Nha để giành vé đi tiếp. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Manchester United dễ dàng kiểm soát thế trận trước Granada trong phút đầu tiên của trận đấu và cũng chỉ mất 6 phút bóng lăn để Quỷ Đỏ có được bàn thắng mở tỷ số. Cavani là người đã điền tên lên bảng lịch sử, tiền đạo người Uruguay mở tỷ số cho MU với cú volley một chạm hoàn hảo sau pha đánh đầu kiến tạo đẳng cấp của Pogba. Có được bàn thắng dẫn trước, MU dễ dàng thực hiện những pha toan tính chiến thuật, Quỷ Đỏ chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tỏ ra khá thông dong trong những tình huống cầm bóng. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, MU bảo toàn tỷ số 1-0 trước Granada và bước vào giờ nghỉ với tổng tỷ số sau hai lượt trận tạm thời là 3-0. Sang hiệp đấu thứ hai, thế trận giằng co đã được duy trì trong những phút thi đấu đầu tiên, mặc dù đã chủ động chơi chậm lại so với hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, MU đã không ít lần khiến hàng thủ Granada hú vía. Ngược lại, các chân sút của đội khách dù ít nhiều gây sóng gió lên khung thành của đội kia. Tuy nhiên, chất lượng của những pha dứt điểm là không thật sự ấn tượng. Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình cũng như tình huống ăn miếng trả miếng của đôi bên. Do vậy, bàn thắng thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Tưởng chừng như trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho MU, thì đúng ở phút bù giờ của trận đấu, pha đánh đầu hụt của Mata lại vô tình khiến trung vệ Vallejo của Granada giật mình và vô tình đánh đầu phản lưới nhà, mang về bàn thắng thứ hai cho Quỷ Đỏ. Bàn thắng phản lưới nhà của Vallejo cũng chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, MU giành chiến thắng 2-0 và chính thức vào chơi tại bán kết Europa League. Arsenal đè bẹp đối thủ ngay trên sân khách. Pháo thủ đã có chiến thắng tưng bừng trước Slavia Praha, qua đó chính thức giành tấm vé đi tiếp tại Europa League mùa giải này. Thầy trò Mikel Arteta đã bước vào trận đấu tứ kết lượt về với một quyết tâm cao độ. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn trong phút thi đấu đầu tiên, tuy nhiên với đẳng cấp của mình, pháo thủ đã biết cách để gieo sầu cho đối thủ. Trong chưa đầy 6 phút kể từ phút thứ 18 đến phút thứ 24, Arsenal đã đánh sập tinh thần của đội chủ nhà với 3 pha lập công liên tiếp lần lượt của Pepe, Lacazette và Saka. Sau khi thiết lập khoảng cách an toàn, pháo thủ chủ động chơi thấp và giảm tốc độ trong tình huống lên bóng. Khoảng thời gian cuối hiệp 1, Arsenal đã nhường lại thế trận cho đội chủ nhà Slavia. Dẫu vậy, với một tinh thần rệu rã, gần quân của Vencisovski đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của pháo thủ. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Slavia tiếp tục là đội bóng gây áp lực trong phút thi đấu đầu tiên. Lúc này, Arsenal đã chủ động lùi sâu đội hình và thi đấu với một tốc độ chậm rãi. Dẫu vậy, sự nóng vội đã khiến các cầu thủ chủ nhà chưa thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Những phút sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ trung bình. Arsenal vẫn thi đấu lùi sâu, trong khi đó Slavia Praha tỏ rõ sự bế tắc trong những pha lên bóng. Trong khi đang loay hoay tìm đường vào khung thành của pháo thủ, đội chủ nhà đã bất ngờ phải nhận bàn thua thứ tư. Lacazette hoàn tất cho mình một cú đúp bằng một pha xử lý tinh tế trong vòng cấm các cầu thủ phòng ngự của Slavia. Lacazette hoàn tất cho mình cú đúp bàn thắng với một pha xử lý tinh tế trong vòng vây các cầu thủ phòng ngự của Slavia và dứt điểm hạ gục thủ thành Kola. Pha lập công của tiền đạo người Pháp cũng chính là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu. Arsenal giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận và chính thức giành vé vào vòng bán kết Europa League 2020-2021. Edinson Cavani đạt thành tích ghi bàn khó tin ở Cúp Châu. Tiền đạo Edinson Cavani tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của MU trước Granada. Ngôi sao sinh năm 1987 có mùa giải thứ 11 liên tiếp ghi bàn ở Cúp Châu. Mặc dù giành chiến thắng 2-0 trước Granada ở trận lượt đi tứ kết Europa League, song huấn luyện viên Solskjaer vẫn tung ra đội hình rất mạnh ở trận lượt về trên sân nhà. Tiền đạo Edinson Cavani chơi ở vị trí cao nhất hàng công, hỗ trợ anh là bộ ba Mason Greenwood, Bruno Fernandes và Paul Pogba. Trận đấu mới đi qua được 6 phút, MU đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ quả tạt của Alex Telles trong vòng cấm. Pogba đánh đầu kiến tạo giúp Cavani thực hiện cú sút bóng sống hiểm hóc đánh bại thủ môn của đối phương. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Cavani ghi bàn cho MU. Trước đó, anh đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn Hugo Lloris của Tottenham, giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng 3-1 trên sân khách. Ngôi sao người Uruguay đã có tổng cộng 9 bàn trên mọi mặt trận cho Màu Đỏ. Với bàn thắng vào lưới Granada, Edinson Cavani đã ghi bàn ở Cúp Châu mùa thứ 11 liên tiếp. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh ở UEFA Europa League kể từ tháng 12 năm 2012, thời điểm anh ghi bàn vào lưới PSG khi còn qua áo Napoli. Pha lập công của chân sút 34 tuổi và tình huống đốt lưới nhà của Jesus Vallejo giúp MU giành chiến thắng 2-0. Với kết quả này, đội chủ sân Old Trafford giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. MU tiếp tục cho thấy hình ảnh của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Europa League mùa giải năm nay.
Haaland trở thành mục tiêu số 1 của Barcelona. Theo Mundo Deportivo, Barcelona có thể nào Erling Haaland là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở phiên chợ hè này. Ở mùa giải này, Erling Haaland đã ghi tới 33 bàn sau 35 lần ra sân cho Dortmund trong đấu trường. Phong độ làm bàn như một chiếc máy đã giúp cho Dũng Inawi được hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu châu quan tâm. Theo Mundo Deportivo, Barcelona có tiền đạo 20 tuổi là mục tiêu chuyển nhượng số 1 ở mùa hè này. Tuy nhiên, Barca muốn đàm phán Dortmund giảm giá Haaland xuống còn 130 triệu bảng. Trước đó, các nguồn tin ở Đức khẳng định Dortmund chỉ đồng ý để tuyển thủ Naiwi ra đi vào cuối mùa giải nếu nhận được 160 triệu bảng. Trong trường hợp không thể thuyết phục Dortmund hạ giá bán Haaland, Barca sẵn sàng chờ đến năm 2022, thời điểm có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng 65 triệu bảng của tiền đạo 20 tuổi với Braganá. Ngoài việc thương thảo với Dortmund, Barca còn liên hệ với người đại diện của Haaland, giữa còn Mino Raiola. Đều trèo kéo Raiola, Barca nói rằng Haaland phù hợp với đội chủ sở Camp Nou hơn Real Madrid. Ngoài ra, Braganá còn hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để tiền đạo người Naui được ra sân thường xuyên và sát cánh cùng với Messi. Trong khi đó, Dortmund nhiều khả năng cũng phải cân nhắc bán Haaland nếu họ không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện Dortmund đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga nhưng kém top 4 tới 7 điểm. Tottenham liên hệ Sarri thay Mourinho. Báo chí Italia khẳng định Tottenham có thể gặp gỡ với cựu thuyền trưởng của Chelsea, Maurizio Sarri vào tuần tới để thương thảo về khả năng thế chỗ Jose Mourinho. Mourinho hiện tại phải chịu áp lực khổng lồ tại Tottenham sau một mùa giải đáng thất vọng tràn trề. Spurs hiện kém nhóm dự Champions League 6 điểm và đã bị Dinamo Zagreb lại tức tưởi khỏi Europa League. Lúc này Spurs chỉ còn duy nhất một đấu trường có thể đoạt cúp, đó là Cúp Liên đoàn Anh, nơi họ đã vào đến chung kết gặp Man City. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4. Nếu tiếp tục thất bại ở Cúp Liên đoàn, Mourinho nhiều khả năng sẽ bị Tottenham sa thải. Sarri có thể là người sẽ lên thay thế người đặc biệt. Khi tờ La Gazzetta dello Sport cho biết, Spurs nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp gỡ với chiến lược gia 62 tuổi vào tuần tới để bàn về tương lai. Lúc này Sarri vẫn chưa có bến đỗ mới sau khi bị Juventus sa thải hồi tháng 8 năm ngoái. Ngoài ra, La Gazzetta dello Sport còn cho biết Tottenham ban đầu cũng muốn thuê Sarri ở hè 2018, thời điểm ông rời Napoli tiếp quản Chelsea. Nhà cầm quân người Italia chưa bao giờ được đánh giá cao ở The Blues, nên sớm bật bãi sau một mùa giải nắm quyền bất chấp giúp câu lạc bộ vô địch Europa League và cán đích trong top 4 ngoại hạng Anh. Hiện tại bầu không khí ở Tottenham được báo chí Anh mô tả là độc hại dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Người đặc biệt đã bắt đầu quay lưng lại với các học trò khi thẳng thắn chỉ trích họ sau trận hòa 2 đều trước Newcastle hôm ngày 4 tháng 4. Mourinho khẳng định đó là trường hợp cùng một huấn luyện viên nhưng cầu thủ khác nhau. Khi được hỏi tại sao đội bóng rong dẫn dắt giờ đây không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.